Câu đầu tiên các bạn nhìn vào những cái chỗ mà thầy tô pH 7.5 đây là cái gì vậy? Dạ thưa thầy, đó là này là của khí máu động mạch đó thầy. Ok, rồi. Câu hỏi thứ hai là bệnh nhân coi lại bệnh sử mấy ngày bệnh nhân không có đi cầu. Không thấy. Các bạn biết là những cái bệnh mà tiểu đường nặng thế này thì các cái thần kinh để điều khiển cho đi cầu và đi tiểu đều bị liệt hết. Do đó chúng ta phải coi lại có mấy ngày rồi bệnh nhân không đi cầu, và có Dạ. khả năng phải móc phân cho bệnh nhân, chứ nếu để cái bụng như thế này là các bạn sẽ không hồi sức được. Ta sẽ phân tích rất kỹ bệnh án này. Thưa Ta thầy. hỏi rằng khoa ICU đã làm tốt nhất hết chưa? Được chưa? Các bạn xem thầy phân tích đây. Thứ nhất, đây là tiểu đường tiếp 2 hay là 1.5? Các bạn nhìn vô cái BMI của bệnh nhân có vẻ như đây là tiểu đường 1.5. Đây các bạn nhìn đây. Cân nặng 40, chiều cao 150 và BMI 17.7. Như vậy đây là tiểu đường 1.5 chứ không phải là tiểu đường tiếp 2. Có nghĩa là nếu các bạn đi làm các cái cận lâm sàng để chẩn đoán tiểu đường 1.5 các bạn sẽ có thể tìm được. Ta hỏi các bạn chuẩn bị nha. Chuẩn bị trong lúc thầy đang giảng đây thì các bạn chuẩn bị liền. Đó là tiểu đường 1.5 là gì? Các tiêu chuẩn để chẩn đoán. Rồi. Các bạn đi tiếp curve 65, bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn curve 65 hay không? Các bạn nhìn vô thấy không đủ. Mặc dù trong bệnh án này anh Kha đã nhắc rất nhiều lần curve 65, bệnh nhân này ngoài cái 73 tuổi ra chúng ta sẽ thấy các cái con số khác. Như vậy ta hỏi chữ curve này viết tắt có bốn chữ gì? C là gì? U là gì? R là gì? Và B là gì? Rồi xem bệnh nhân này thỏa mãn bao nhiêu điều kiện. Được chưa? Tiếp tục các bạn nhìn vô khí máu động mạch. Các bạn có thấy khí máu động mạch đọc như vậy là không ổn rồi. Đây các bạn nhìn thấy pH là 7.5. Các bạn vẽ thành ba cái ô giống như hôm trước bạn Hồng Loan vẽ. Một cái ô bên trái là axit, một cái ô giữa là normal và cái ô bên phải là kiềm. Thì các bạn có thấy pH sẽ nằm ở bên phải. BCO2 nằm ở ngay chính giữa. VO2 thì không có cho nên không cần. Và HCO3 trừ thì nằm ở bên tay phải. Như vậy có hai cột nằm bên tay phải và một cột nằm ở chính giữa thì các bạn không thể nào đọc là kiềm chuyển hóa. Kiềm chuyển hóa thì đúng nhưng mà phía sau kèm kèm kiềm hô hấp thì không có ok, bởi vì các bạn thấy này rồi. Do đó chúng ta phải coi lại cái khí máu động mạch, khả năng đọc khí máu động mạch và khả năng bù trừ cho những bệnh nhân này. Tại sao bệnh nhân này được thở CO2 trong khi chúng ta nhìn thấy cái SpO2 của bệnh nhân luôn luôn là 97, 98, rõ ràng không có chỉ định thở oxy ở đây. Các bạn có thể giải thích rằng vì hemoglobin thấp và hồng cầu thấp cho người ta có thể thở oxy mấy lít trong một phút trong trường hợp này. Nếu bạn muốn làm như vậy thì các bạn phải chứng minh theo công thức FeO2 của bệnh nhân này là bao nhiêu và các bạn phải cho cái chỉ định rõ ràng. Như vậy một chút xíu một bạn nào đó phải trả lời câu hỏi tiếp của thầy. Tức là đánh giá FeO2 trên bệnh nhân này sau khi cho thở oxy. Được chưa? Các bạn chuẩn bị hết nha, tất cả những câu hỏi mà thầy gợi ý là thầy cho các bạn nghỉ giữa giờ 15 phút là tất cả các bạn đều phải trả lời nha. Nghe rõ chưa? Tiểu đường 1.5 đọc liền đi. Thứ hai mấy ngày rồi không đi cầu và có cần phải móc phân cho bệnh nhân này hay không? Bạn phải móc phân một cái thì bệnh nhân mới đủ oxy được, còn nếu không bệnh nhân sẽ rất là phiền vì cơ quan không tham gia hô hấp được do hơi trong bụng đầy nhóc rồi nó móc phân là người ta mới được. Nhưng đang trong phòng ICU móc phân cái là nó cuối banh chành phòng ICU luôn. Trên cái điện tâm đồ này không có tiêu chuẩn nào nhồi máu cơ tim cả, cho nên đọc nhồi máu cơ tim trên cái điện tâm đồ này là rất là phiền. Hồi nãy bạn Kha cố gắng đọc từ V1 tới V4 có vẻ như bạn đang nhấn mạnh tới LCA, còn các bạn thấy được là các động mạch LAD và LCX hoàn toàn bình thường. Cho nên trong trường hợp này chúng ta cố gắng đọc để nhồi máu cơ tim là không có ok. Về cái siêu âm tim các bạn thấy tất cả những cái hở van này đều là sinh lý, không có hở van bệnh lý. EF bệnh nhân nằm trong cái hàng bình thường và áp lực động mạch phổi bình thường, tất cả đều bình thường. Cái tim này là cái tim bình thường, không có nhồi máu trên điện tâm đồ. Còn cái men tim này các bạn cố gắng nói là tăng nhưng cũng không có đáng kể. Rồi. Các bạn coi liền cho thầy cái curve 65 nha. Ta hỏi tất cả những cái chỉ định dùng thuốc trong lúc cấp cứu ok không? Từ kháng sinh cho tới chlorotri cho tới thở oxy cho tới
các cái thuốc chống chống đông máu, chống aspirin, rồi Lovidogel, rồi Levonox, tức là các cái con đường đông máu nội sinh. Rồi ta biết được rằng bệnh nhân này ốm nhất thì xài cái statin để làm cái gì, và hiện nay các tài liệu Mỹ đều chứng minh rằng statin gây tiểu đường. Thì tại sao bệnh nhân này đang tiểu đường rồi mà lại xài tiếp statin để cho tiểu đường nặng hơn, mà bệnh nhân ở nhà thì lại không kiểm soát được? Rõ ràng các bác sĩ đang đẩy bệnh nhân vào chữa chết. Rồi ta đi tiếp cái gì nữa? Trong trường hợp này các bạn sợ phù não. Ok, vậy ta hỏi có tiêu chuẩn nào để đánh giá là nguy cơ phù não bệnh nhân này hay không? Rồi ở đây ta đừng nói cái chuyện can thiệp mạch vành bởi vì không có tiêu chuẩn nào hết. Và cái gì nữa, về mặt hình ảnh học không có tiêu chuẩn nào, ngoại trừ một cái điện tâm đồ và một cái men tim mà các bạn cố gắng ép cho người ta bị bệnh, nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là LadaWiki đây. Rồi sau khi chúng ta đã có bài LadaWiki, thầy sẽ quay trở lại để share màn hình cho bạn Lê Minh Anh Thứ. Rồi bạn nói cho mọi người bệnh nhân này có hay không có LADA. Thứ nhất, LADA là gì? Là một cái tiểu đường ở bệnh nhân trên 40 tuổi và lấn cấn giữa tiếp 1, mà bỏ tiếp 1 ra, tiếp 2 ra, mà nó là 1.5. Có nghĩa là những bệnh nhân tiểu đường trên 40 tuổi mà ốm. Dạ, đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai là gì? Bệnh nhân có đầy đủ các tiêu chuẩn của tiểu đường: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều. Được chưa? Và gì nữa? Đường huyết lúc đó bệnh nhân phải trên 7 mmol trên lít. Được chưa? Gì nữa? Em phải có xét nghiệm GADA, em phải có xét nghiệm ICA, em phải có xét nghiệm IA2, em phải có xét nghiệm GNTH. Đó. Như vậy muốn chẩn đoán được bệnh nhân này có GADA hay không, các bạn phải có các tiêu chuẩn sau đây. Được chưa? Rồi, như vậy, mời bạn lên Minh Thư trả lời cho mọi người xem. Trong trường hợp bệnh án này, theo em, có cần chẩn đoán tiểu đường tiếp 1 hay là tiếp 2, tiếp 1.5 hay tiếp 2 hay không? Có hay không? Nếu cần tại sao, nếu không tại sao? Không phải, bệnh nhân này 73 tuổi rồi, và bệnh nhân sống trong một điều kiện không người chăm sóc. Nói chung, nếu xếp về ba chữ là patient concern, expectation and wishes thì bệnh nhân này không có tiêu chuẩn nào cả. Khi chúng ta đứng trước một bệnh nhân, bao giờ các bạn cũng nhớ cho thầy là patient concern, expectations and wishes. Nhớ, đứng trước bệnh nhân nào các bạn phải thuộc lòng câu này cho thầy. Thuộc lòng câu này. Vậy ta hỏi điều quan tâm của bệnh nhân này là cái gì? Bệnh nhân này chả quan tâm mẹ gì. Expectation của bệnh nhân này là gì? Không có expectation cái gì. Wish của bệnh nhân này là gì? Bạn muốn chết sớm nào tốt này. Ta đứng trước những bệnh nhân khí mạng cùi kiểu này thì ngày mai em có cho bệnh nhân xuất viện thì tháng sau nó cũng vô nữa thôi. Nó vô bệnh ICU giống như là đi chợ. Và công của chúng ta giống như là múc muối bỏ biển, giống như là những trà giả tràng xa cát bể đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Được chưa? Như vậy câu hỏi của chúng ta là không cần thiết phải chẩn đoán LADA trong trường hợp này, tốn kém, chẳng có ích lợi gì. Làm cái xét nghiệm đó tốn tiền vô cùng, chẳng có ích lợi gì. Rồi chúng ta tới câu thứ hai. Bệnh nhân mấy ngày rồi chưa đi tiểu, để nói lên điều gì? Chúng ta còn thiếu sót trong vấn đề chăm sóc cho bệnh nhân này. Vì sao? Nếu em không móc cứt bệnh nhân này, cái bụng phình trước sẽ không còn thở được. Cần phải giải quyết cái đó. Vấn đề là chuyển về trại mới móc cứt được, ở ICU không móc được. Về trại nó có cái phòng 2 giường mới làm được. Còn ở đây bây giờ đang trong cái phòng 10 mấy 20 giường, em móc một cái là nó cuốn banh sần hết trơn. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Tiếp câu kế, khớp 65. Bạn nào sẽ chứng minh rằng khớp 65 của bệnh nhân này? Nguyễn Duy Anh.
Tức Rồi là em ra chắc Q65 là chiếc C đó, confusion, thì tức là tri giác của bệnh nhân nó lơ mơ. Cái thứ hai là chiếc U á, là ure của bệnh nhân á, là trên 7 mmol trên lít. Thứ ba nữa là chiếc R đó, là nhịp thở của bệnh nhân là bằng 30 lần trên phút. Chiếc B đó là huyết áp tâm trường, tâm thu của bệnh nhân là dưới 90 ml trên mm thủy ngân, hoặc là huyết áp tâm trường là dưới 60. Còn cái 65 đó là độ tuổi bệnh nhân, thì bệnh nhân ở đây là có thỏa mãn nhất là 73 tuổi. Thứ hai là tri giác của bệnh nhân là 2 điểm, là tổng là 2 điểm. Tiếp theo là về cái huyết áp của bệnh nhân là 90 mmHg thủy ngân, là em cộng lại là 3. Thì nếu mà 3 thì mình sẽ xét vào cái mức độ là nặng. cái điện tâm đồ, cái khả năng mà nó nhìn thấy được nó có tim là 50%, có nghĩa là một mình thấy nó một mình không, mà một khi nó thấy thì là khả năng đúng rất là cao. Vậy ta hỏi trong trường hợp này về mặt biên độ mà nói thì cái biên độ trên điện tâm đồ này đủ tiêu chuẩn để chúng ta đọc chưa? Chưa, biên độ quá thấp không thể đọc được. Vậy ta hỏi vì sao bệnh nhân này đo biên độ thấp như vậy? Vì thì biên độ thật của bệnh nhân này là bao nhiêu? Bệnh nhân này rất là ổn. Điều đó cho thấy được rằng các cái điện cực mà gắn trên ngực bệnh nhân cũng khó lòng mà bám dính cái da được để mà đo chính xác. Ổn lắm luôn á, thậm chí là nó rớt ra luôn á. Như vậy các bạn thấy được rằng để đo được một cái điện tâm đồ này, chúng ta cần phải đo lại và nó chuẩn hơn, và gì nữa, phải đủ dài hơn. Đây là một bài tuning nữa. Đó, đây. Bài này nói với bạn chi tiết về các cái loại tuning ITC, ý nghĩa lâm sàng đây rất chi tiết luôn. Đây, cái mà các bạn đang cần là cái này đây, tuning I chưa, chỉ có ở tim không có ở cơ gì đặc hiệu 100%. Còn tuning T thì sao, ở cơ tim và các cơ khác và. Rồi Lunacy thì sao? Được chưa? Đây là cái bài các bạn cần đây. Thì mình thấy lên đấy và anh Kha sẽ đọc thêm tối nay để hiểu được rằng đừng tin vào cái chu trình mà em đang có. Nếu cần hãy làm lại chu trình đi. Nếu cần. Yeah. Còn CKMB trong trường hợp này thì sao? Có cần thử hay không? Thử luôn CKMB. Nó không chính xác bằng. Bệnh nhân này sẽ không chết trong đêm vì nhồi máu cơ tim đâu. Dạ, ngày hôm sau cần phải làm nếu bệnh nhân còn sống. Nếu bệnh nhân đã ra được cái cơn tăng áp lực thẩm thấu, có nghĩa là đường huyết chảy về bình thường, nước đã đầy đủ. Ta hỏi trong trường hợp này có cần chọc CVV hay không? Ta đổ nước như vậy mà ta không chọc CV, các bạn sẽ thấy rất là liều mạng luôn. Và nhìn thấy người ta đổ nước này. Thầy thấy đổ nước mà thầy sợ hết hồn luôn á. Đây. Đây, nè. Đổ nước về CV OAB là cái chắc phù hợp cách là chắc luôn. Bệnh nhân có 40 kg à. Chứ phải 80 kg mà đúng nói mà đổ nước. Hỏi bác sĩ bên phòng cái tại sao không chọc CV? Rồi, CV là gì? Theo thầy, cái CVB là Central Venous Pressure, nó là cái áp lực tĩnh mạch trung tâm, nó thể hiện cái thức tuần hoàn trong mạch máu. Để chúng ta dựa vào nó, chúng ta hồi sức. Em muốn đổ nước nghiêng cũng được. Đổ chừng nào rồi CV lên 5 là không đổ nữa. Cái trò giải thải dây vô tư luôn. Các bạn nhìn vô cái siêu âm tim của bệnh nhân này, các bạn phải theo sát mới được. Cái siêu âm tim này mà các bạn đổ nước là nó hỏi như vậy là hỏi sinh lý, nhưng mà các bạn chỉ cần đổ nước nhanh một chút là bệnh nhân sẽ mất cân bằng liền, rồi đâu phải có siêu âm tim. Nhưng vì bệnh nhân này là bệnh nhân người ta gọi là gì đó, liều mạng, cho nên các bác sĩ cũng hết không hết lòng bệnh nhân này đâu. Ngày mốt nó có xuất hiện xong thì về 2-3 tuần nữa nó cũng vô nữa hả? À? Mấy em lại hỏi các điều dưỡng nó, trời ơi bệnh nhân này là ăn dầm nằm về đây quen mặt rồi, vô đây giống như đi chợ vậy đó. Dạ. Rồi ta hỏi tiếp, bệnh nhân này có viêm phổi không? Viêm phổi lâm sàng thì bệnh nhân đều chủ yếu là Streptococcus pneumonia. Như vậy,
Bác học hỏi có cần làm thêm cái gì để chẩn đoán viêm phổi bệnh nhân này không? Và cho kháng sinh như vậy có đủ tiêu chuẩn để cho kháng sinh chưa? Với cái nước tiểu như vậy là đủ tiêu chuẩn cho rồi. Và với cái CRP thế này là cũng phải cho rồi. Các bạn nhìn thấy CRP bệnh nhân đang làm rồi. Tới đây ta hỏi có cần thử vocalcitonin ở bệnh nhân này hay không? Câu hỏi này khó. Khó. Vì các bạn biết nhiều khoa không được chứng CRP. Nếu không sẽ bị xuất toán. Ví dụ như khoa niệu không được ký CRP. Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu không được ký CRP mà phải là bác sĩ ICU hoặc bác sĩ nào đó mới được. Như vậy ta thấy được rằng mặt cầu bệnh nhân này 6/9/30 tại sao chỉ lại ký cho thử CRP? Đây là câu hỏi rất khó. Chỉ có các bác sĩ đó mới trả lời được thôi. Giờ CRP trên 15 thì sẽ thử vocalcitonin. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chưa có chỉ định thử vocalcitonin. Và vocalcitonin rất là mắc. Kích nhuận vocalcitonin là 300.000. Và chỉ có bác sĩ ICU và những bác sĩ chuyên khoa nhiễm trùng. Trong bệnh viện nước ngoài các bạn sẽ thấy có một bác sĩ chuyên khoa nhiễm trùng, người ta gọi bác sĩ đó là Infectionologist. Ở nước mình không có bác sĩ này. Các bạn nhìn thấy màn hình có thấy không? Dạ thấy thầy ơi, thấy thầy ơi. Thấy thầy ạ. Ok, đó. Ở nước mình không có các bác sĩ Infectionologist. Ở nước ngoài tất cả những kháng sinh mạnh muốn cho phải là bác sĩ này cho. Bác sĩ trưởng khoa cũng không được cho các kháng sinh mạnh nữa.